Xin chào các bạn, mình là Trung Nghĩa và ngày hôm nay Trung Nghĩa xin được giới thiệu đến các bạn một chiếc Smart TV đến từ thương hiệu LG dành cho những tín đồ nào yêu bóng đá. Nếu như các bạn không phải là người quan tâm đến bộ môn thể thao vua thì cũng đừng bỏ lỡ qua video clip, bởi vì chiếc TV này có rất là nhiều điều để các bạn cần khám phá. Nào hãy cùng với Trung Nghĩa đi tìm hiểu về chiếc TV này nha. Smart TV LG 4K 55 inch 55UK6100BTA là tên mã đầy đủ của chiếc TV này. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy là phiên bản màn hình 55 inch này chưa đủ nhu cầu cho các bạn thì chiếc TV này còn có phiên bản là 65 inch cho các bạn thêm sự lựa chọn nữa. Theo cảm nhận của Trung Nghĩa thì nhìn vào chiếc TV này tuy là có kích thước khá lớn nhưng mà không hề bị thô chút nào các bạn ha. Nhìn thiết kế tổng thể của chiếc TV này rất là đẹp mắt và sang trọng. Nếu như nhà các bạn có chiếc TV này đặt vào thì nhìn rất là đẳng cấp ngay. Không lạm dụng những chi tiết cách điệu cầu kỳ, LG tập trung mang đến cho sản phẩm này sự đơn giản, thân thuộc và cũng không kém phần hiện đại. Các bạn thấy không, các cạnh viền màn hình được làm cực mỏng luôn, ngay cả cạnh viền chứa logo này nữa. Cảm giác như màn hình trang viên vậy đó, chắc chắn sẽ làm cho trải nghiệm giải trí của bạn thêm phần thú vị. Chiếc TV này có độ phân giải cao lên đến 4K nên chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét và có độ chi tiết cao. Ngoài ra còn được trang bị thêm công nghệ 4K Upscaler có khả năng tự nâng cấp tín hiệu video đầu vào từ các chuẩn thấp hơn như là HD hoặc là Full HD lên gần bằng 4K, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng hình ảnh khi xem những video không phải là 4K nhé. Bên cạnh công nghệ nói trên còn có 4K ACTi HDR và HDR Effect hỗ trợ nâng cấp hình ảnh lên chuẩn HDR khi xem các video không có chuẩn này, giúp nâng cao độ tương phản cho hình ảnh, tối ưu hình ảnh ở những vùng sáng tối được chi tiết và rõ nét nhất, mang lại những khung hình chân thật, xem phim ảnh hay là xem thể thao đều cũng rất tuyệt vời. Nhân tiện nói về thể thao thì lúc đầu Trung Nghĩa có nói chiếc TV này là một sản phẩm đặc biệt dành cho những tín đồ yêu bóng đá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngoài màn hình là 4K thì có trang bị thêm nhiều công nghệ để giúp nâng cao trải nghiệm thưởng thức bóng đá. Đầu tiên đó chính là chế độ bóng đá. Và sẵn ở đây có một trận bóng đá, chúng ta sẽ cùng xem rằng có điều gì khác biệt khi chọn chế độ này nha. Chúng ta sẽ vào mục cài đặt ạ. Và chọn ở cuối cùng là tất cả cài đặt. Bảng hiển thị sẽ hiện ra, chúng ta vào một hình ảnh, chọn cài đặt chế độ hình ảnh. Trong phần chế độ hình ảnh này chúng ta thấy có rất là nhiều chế độ, bao gồm có sống động, tiêu chuẩn, ABS, phim, bóng đá, trò chơi vân vân ạ. Và chúng ta sẽ lựa chọn bóng đá xem có điều gì khác biệt nha. Chọn vào bóng đá, sau đó chúng ta sẽ thoát ra. Và các bạn thấy không ạ, màu sắc khi mà chọn chế độ bóng đá thì màu sắc sẽ rực rỡ hơn, đặc biệt là màu của sân cỏ. Vậy thì có thể nói chế độ bóng đá trên TV sẽ tự động thiết lập các thông số hình ảnh cũng như cân chỉnh màu sắc sao cho thể hiện một cách rõ nét và sinh động nhất tất cả những gì diễn ra trên sân thi đấu. Thêm một điều nữa mà Trung Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta xem bóng đá là phải xem cùng với bạn bè mới vui đúng không nào? Và nếu như các bạn ngại không khí ồn ào ở các quán cà phê á thì chúng ta có thể rủ bạn bè về cùng xem trên chiếc TV 55 inch độ phân giải 4K tuyệt vời như thế này. Và bạn không cần phải lo lắng về chỗ ngồi của mỗi người vì ngồi ở đâu xem cũng tốt cả. Đó là do chiếc TV này hỗ trợ công nghệ Spot Viewing Angle. Các bạn thấy không, Trung Nghĩa đang ngồi sát bên góc của TV. Khi mà xem thì chất lượng hình ảnh cũng như là màu sắc không hề bị thay đổi gì hết. Còn âm thanh của chiếc TV này như thế nào? Những trải nghiệm xem bóng đá của bạn trên chiếc TV này sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết với công nghệ âm thanh vòm Ultra Stadium Surround trên nền loa công suất là 20W. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác âm thanh được điều hướng từ nhiều phía đổ vào, tạo ra những trải nghiệm âm thanh vô cùng sống động và đầy phấn khích như đang có mặt trực tiếp tại sân vận động vậy đó. Cũng giống như bật chế độ bóng đá, để kích hoạt chế độ âm thanh vòm thì chúng ta vào phần cài đặt. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần là tất cả cài đặt ở phía bên dưới. Bảng cài đặt sẽ hiện ra, chúng ta chọn vào một âm thanh. Sau đó bảng âm thanh hiện ra, chúng ta sẽ chọn vào cài đặt chế độ âm thanh.
Lúc này sẽ có chế độ âm thanh là tiêu chuẩn người dùng, và chúng ta sẽ xuống bên dưới, chúng ta sẽ kích hoạt chế độ là Ultra Stadium Sub Pro. Kích hoạt chế độ Ultra Stadium Sub Pro và chúng ta sẽ cùng thưởng thức chất lượng âm thanh nha. Âm thanh rất sống động phải không các bạn? Không biết nãy giờ các bạn có để ý không là Trung Nghĩa đã sử dụng chiếc điện thoại Android của mình để hướng dẫn các bạn cài đặt âm thanh. Đó là nhờ vào ứng dụng LG TV Plus đã biến chiếc điện thoại này trở thành một chiếc remote thông minh để điều khiển TV một cách dễ dàng. Và lưu ý là cả điện thoại và TV phải cùng sử dụng mạng Wi-Fi chung các bạn nhé. Đầu tiên vào Google Play trên điện thoại để tải ứng dụng LG TV Plus. Sau khi hoàn tất cài đặt, bật ứng dụng và kết nối với TV. Vậy là chúng ta đã có thể dùng điện thoại như remote được rồi. Ngoài việc dùng làm remote, điện thoại Android của chúng ta còn có thể chiếu màn hình lên TV nhờ tính năng Screen Share. Bạn vào cài đặt trên điện thoại, chọn kết nối với TV và chờ trong giây lát. Đây ạ, màn hình sẽ hiển thị thông báo khi nhận được tín hiệu. Trung Nghĩa sẽ mở game lên chơi thử. Đó, các bạn thấy không? Cảm giác chơi game của điện thoại trên màn hình 55 inch rất là thú vị. Như lúc đầu Trung Nghĩa có chia sẻ thì ngoài khả năng nâng cao trải nghiệm xem bóng đá thì chiếc Smart TV này còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của người dùng phổ thông nhờ vào hệ điều hành webOS 4.0. Và hệ điều hành này có giao diện với màu sắc khá là đẹp mắt, thân thiện và dễ sử dụng. Thanh menu nằm ngang bao gồm các tính năng và ứng dụng được sắp xếp theo dạng thẻ liền kề nhau. Và khi chúng ta thao tác qua lại các thẻ này thì giống như là những con sóng, rất là vui mắt. Khi chúng ta bấm nút Home thì thanh menu sẽ hiện ra và giao diện chỉ chiếm khoảng 1/3 màn hình mà thôi, không hề bị gián đoạn đến chương trình TV mà chúng ta đang xem. Và điều này trong thực tế rất là tiện lợi khi chúng ta đang xem phim hay là xem TV mà muốn lựa chọn một tính năng ở trong menu thì cũng không hề bị gián đoạn đến trải nghiệm xem TV của chúng ta. Khi chúng ta mua chiếc TV này về thì webOS 4.0 trên TV đã được cài đặt sẵn các ứng dụng giải trí phổ biến như YouTube nè, Netflix, Phim Cộng, Nhạc Của Tôi, Clip TV, My TV. Ngoài ra, bạn còn có thể tải thêm nhiều ứng dụng và trò chơi nữa từ kho ứng dụng LG Content Store, vô cùng tiện lợi đúng không nào? Còn bây giờ, hãy cùng với Trung Nghĩa điểm lại những điểm nổi bật của chiếc Smart TV LG này nhé. Màn hình lớn 55 inch, độ phân giải 4K. Thiết kế sang trọng, viền cực mỏng. Chế độ bóng đá, góc nhìn rộng và âm thanh vòm dành cho các tín đồ bóng đá. Công nghệ 4K Upscaler nâng cấp hình ảnh từ độ phân giải thấp lên gần 4K. Công nghệ 4K Active HDR và HDR Effect nâng cao chất lượng hình ảnh. Hệ điều hành webOS 4.0 đẹp, dễ dùng, mượt mà. Chia sẻ màn hình điện thoại với Screen Share. Điều khiển điện thoại với LG TV Plus. Qua những gì mà Trung Nghĩa vừa giới thiệu thì đây quả là một chiếc Smart TV có nhiều tính năng hiện đại đúng không nào? Đã vậy còn thiết kế đẹp mắt, tối ưu hóa hình ảnh khi xem bóng đá. Nếu như các bạn thích sản phẩm này, hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào trang web dienmayxanh.com để đặt hàng và được lắp đặt giao hàng tận nơi miễn phí. Và đừng quên nhấn like và theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Xanh để chúng tôi mang đến cho các bạn những sản phẩm hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.